Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với ESL One Cologne. Và mình là Minh, cùng với Minh sẽ cắt trận thi đấu này, sẽ là Minh và Minh. Đáp của mình. Vừa rồi là có tí nhầm lẫn nha, đây là SL Pro League Season 12. Bạn tôi bị nhầm thành tôi... Cologne rồi. À thế ạ, đấy. Bạn biết vì sao không? Bởi vì vừa nãy anh em cứ Cologne, Cologne, thành ra tôi nhầm đấy. Xin lỗi anh em nhá. Vâng, đây là giải thi đấu ESL Pro League Season 12. Tại nãy tôi thấy anh em cứ nói ESL One Cologne nên là tôi cứ bị quen miệng. Bị lịu. Đấy. Và trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu diễn ra giữa FaZe Clan cùng với Fnatic. Và chúng ta có 3 map thi đấu là gì mình nhỉ? Có Inferno, có Nook và map cuối cùng là Mirage. Và 3 map thi đấu đó thì bạn nghĩ tỷ số sẽ là bao nhiêu? Thật sự thì cả hai đội này hiện tại đang có một phong độ là vô cùng tệ hại. Phải nói thật sự là vô cùng tệ hại. Vô cùng tệ hại luôn. Tuy nhiên thì Fnatic vẫn có một cái gì đó nó tươi sáng hơn bên phía của FaZe Clan một chút. Nên là mình nghĩ là sẽ là 2-0 dành cho Fnatic. Và sẽ là những map thi đấu rất căng thẳng. Vậy thì cá nhân tôi nghĩ rằng sẽ là 2-0 dành cho FaZe Clan. Và cả hai map thi đấu sẽ diễn ra rất căng thẳng. Đến những loạt thi đấu overtime thì trận đấu mới có thể kết thúc được. Và map thiếu đầu tiên là Inferno, xuất phát ở bên phía T-side trước thì sẽ là Fnatic rồi, chắc chắn là như vậy vì đây là map pick của họ. Đúng vậy. Và ở trong cái dữ kiện của HLTV đưa ra thì map thi đấu Inferno, đội hình của bên phía team FaZe Clan đang có phần trăm thắng cao hơn so với Fnatic. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của map thi đấu Inferno. Vâng, liệu hôm nay tài năng trẻ Roland có gánh được những người anh già của mình hay không đây? Vâng, bên phía team FaZe Clan họ lên cho mình hai flash và một kit trên tay của Nico. Còn Fnatic họ lựa chọn đó là những quả smoke và flash cùng với nade để có thể xét bài của bombsite B. Ừ, chủ động kê đẩy ở khu vực lầu A và như vậy đã có info. Vâng, bây giờ thì trong bombsite B bắn đến 3B và Fnatic họ sẽ đi đâu đây? Có vẻ như họ muốn đi B rồi và nên nhớ đây là 3B nha. 3B thì hiện tại sẽ là hơi vất vả cho Fnatic họ vào khu bombsite. Nhưng họ có smoke và họ có những quả flash có thể tăng vào bombsite B để đấu skill được. Nico đã có một vị trí khá đẹp ở khu vực CT. Ui, đi chay luôn. Vâng, bây giờ thì đó là vị trí của JW. Headshot thành công được lên. Rất nhiều flash được ném vào nhưng mà JW... Vâng, Broky đổi một trong bombsite. Roland hạ gục Broky rồi. Nhưng đây là vị trí của JW có mạng của Nico và tình huống đưa về là 2v4. Một đổi một, hai đấu ba rồi. Có cả nade được ném vào nhưng các thành viên ở bên phía team FaZe Clan họ vẫn còn kit. Green Z có PI50 mồm luôn rồi. Green Z rồi, 1v3. Ừ, cơ hội nào dành cho vị trí của KG Buy đây. Và đó là chiến thắng đầu tiên dành cho bên phía team Fnatic. Tỷ số là 1-0. Fnatic họ đang thể hiện đó là họ vượt trội hơn FaZe Clan ở cái map thi đấu Inferno này. Mặc dù cả hai đều đang có phong độ rất tệ hại ở những trận thi đấu vừa qua, tuy nhiên đây tôi đánh giá vẫn sẽ là một trận thi đấu gọi là đỉnh ca. Round thắng dành cho Fnatic và đây sẽ là round đấu mà FaZe Clan họ chủ động Foxbite ngay. Phải Foxbite thôi. Với những khẩu Deagle này thì vẫn có hy vọng dành cho FaZe Clan ở trong round thi đấu này. Nếu như họ gặp tốt Deagle màu trắng xóa Golden Flasha, mỗi người đổi một. Chỉ còn lại đó là vị trí câu Zera thôi, nhưng câu Zera thì cũng phải nằm rồi. Sẽ là round thứ hai dành cho Fnatic rất đơn giản mà thôi. 2-0, nhanh chóng quá. Hơi dễ. Kirby và Broky. Giờ thì với đôi DE và giáp 1 thì có lẽ sẽ phải xếp súng thôi. Và tỷ số sẽ là 2-0 dành cho Fnatic. Sẽ cố gắng xếp được những khẩu Deagle và những cái giáp 1 này. Và liệu có xếp được khẩu đi Kirby? Kirby lộ vị trí rồi, Kirby đấu súng với đó là vị trí của Flasha. Flasha là người thua. Có một mạng nữa dành cho Broky rồi. Bắt súng thế này là hơi nhà quê rồi Fnatic ơi.
Liệu có thể là một round thi đấu mà còn bắt thêm được những khẩu súng nữa đến từ cái thành viên của FaZe Clan hay không đây? Kirby đang kê lại cho mình đó là khu vực lầu A. Phát hiện ở vị trí một người rồi và Kirby có mạng giam lưu. Trời ơi, bắt súng thế này thì thật sự là quá nhà quê. Fnatic họ sẽ thắng nhưng nguy cơ để họ mất thêm rất nhiều những khẩu súng nữa là vẫn đang rất cao. Bắt súng theo kiểu NIP ngày xưa. Nhưng Cream Z hạ gục Brocky rồi và đây là khẩu AK nên xếp là điều đương nhiên. Round thắng thứ hai dành cho Fnatic và round sau sẽ là round thi đấu Eco của bên phía team FaZe Clan. Hơi đáng tiếc dành cho vị trí của Kirby khi mà anh ta không thể đẩy ra để xếp thêm được một khẩu súng nào cho đội hình của mình. 2-0 cho Fnatic nhưng mất quá nhiều súng ở round thi đấu vừa rồi. Giờ thì cái lượng tiền của bên phía team Fnatic cũng không quá là giàu. Không quá giàu vì họ mất quá nhiều súng. Ở đây sẽ là key round dành cho cả hai team. Không, chính xác là key round cho Fnatic thôi. Đây là một round thi đấu Eco. Rõ ràng là với một round thi đấu Eco rồi thì mình cũng không hy vọng quá nhiều vào các thành viên của bên phía team FaZe Clan cả. Trận thi đấu vừa rồi Heroic của G2 thì có lẽ là kết quả các bạn cũng biết rồi. Còn hôm nay thì sao đây, giấy là hay tới từ vị trí của Prolan. Trận trước thì Nico con đã bắn tốt rồi. Không, bây giờ đấy mới là Nico bố nhá. Nico này mới là Nico ông, con này. Thì tôi nói là chữ N ấy. À, Nico N không hoa đúng không? Chữ N con và chữ N lớn. Chứ đúng là Nico kia dạo này bắn cũng kinh thật. Thì Nico này bây giờ hơi kẹp. Đây rồi, kết view có các bạn, Vincent chỉ có một mình Nico mà thôi. Nico phải nằm xuống đốt và round tăng thứ 3 dành cho Fnatic. Đây sẽ là một round thi đấu full buy dành cho thành viên FaZe Clan. Họ sẽ phải cố gắng chiến thắng trong round thi đấu này nếu như không muốn trận thi đấu này tiếp tục trôi vào tay của các thành viên phía Fnatic. Đầy đủ bom mìn. Golden anh ta vẫn cầm trong mình đó là khẩu UMP. Anh ta vẫn chưa chết và vẫn chưa phải đổi khẩu súng này. Và run boot dành cho Brocky nhưng quả lan chắc quá. Dập lửa đến từ vị trí của Golden và muốn phi nhanh một khu bói xe không đầy. Golden chỉ còn 22 HP mà thôi. Với lượng máu này thì vị trí của Golden sẽ phải làm gì đây? Tôi đang mong với round thắng đầu tiên dành cho bên phía FaZe Clan để trận đấu chúng ta căng thẳng hơn một chút. Đúng rồi. Nào, 2.107.000 anh em đang theo dõi trên kênh livestream của 500 đốt. Chúng ta mỗi người hãy giơ đôi tay của mình lên và một tràng pháo tay để gửi lời chúc đến các thành viên của FaZe Clan giành chiến thắng trong round thi đấu này. Phát hiện ra vị trí một người khu pit rồi và các thành viên của Fnatic đang yếu máu. Chỉ còn lại JW là full máu mà thôi. Tất cả thành viên còn lại thậm chí là có một thượng binh đó là Golden. Golden chỉ có 5 HP mà thôi. Hơi khó rồi, chưa tình huống bắn nhau nào mà Golden chỉ có 5 máu thế này thì rất khó để có thể đánh bom sai. Các thành viên FaZe Clan vẫn bắn rất chậm rãi, vẫn rất từ từ. Rất chắc chắn. Tham binh bây giờ chỉ còn 40 giây nữa thôi. Phải đánh chậm bây giờ được Fnatic tích ư. Lượng đầu tiên của thành viên FaZe Clan là vẫn còn để có thể giữ lại được các bom sai của mình. Tôi có thể tự tin nói với anh Minh rằng round thi đấu này với Clan không thắng thì ngày mai tôi đi cắt đầu voi luôn. Đây rồi, 2 vs 5 và Golden không, đó là Cream Z đổi một mạng. Nhưng bây giờ thì vị trí của KGB có cho mình mạo gấp ngay sau đó được Cream Z bị cùng với Kozera và tỷ số là 1-3 dành cho bên phía team FaZe Clan. Không phải cắt voi rồi. Đúng rồi. Ồ, ngày hôm nay thì KGB trông ảo thế nhỉ? Béo thế, dạo này lên cân. FaZe Clan thì vẫn là khuôn mặt của Kozera, một khuôn mặt rất đàn ông, rất điển trai. Khác hẳn so với cái ngày xưa ở hồi ở bên LG nhỉ, hồi ở bên team Luminous Gaming. Hồi đấy là chưa giảm cân. Đúng rồi, vẫn hơi béo béo, mặt trẻ. Béo trông rất baby. Bây giờ đúng là men luôn. Khuôn mặt với bộ râu quai nón. Rất nhiều chị em sẽ gục ngã dưới bộ râu đấy. Nhưng bây giờ thì sẽ là một round thi đấu full buy dành cho cả hai team. Đây sẽ là key round dành cho team Fnatic. FaZe Clan thì cũng không nhiều tiền hơn là bao. Tôi tin là Fnatic có thể làm được điều gì đó trong trận này, nhưng mà các thành viên ở bên phía team FaZe Clan khả năng họ sẽ đẹp về cho mình round thắng thứ hai. Round thi đấu thứ 5 rồi và bên phía team Fnatic đây là một round thi đấu yếu tiền và nếu như họ thua trong round thi đấu này thì sẽ là 3 điều dành cho bên phía team FaZe Clan. FaZe Clan họ sẽ hy vọng rất nhiều vào round thi đấu này. Sẽ là như vậy.
Và chưa gì thì Golden đã mất mạng rồi, Zenly chỉ còn 14 HP mà thôi. Có check lại đó là khu Bakuni carry một quả nét trả ra chắc chắn là đẹp rồi. Brolin mất đi cho mình đó là 38 HP. Câu Zera có một góc đứng đẹp cùng anh nha. Quả smoke này tan đi thì sẽ rất khó để cho Fnatic có thể công vào bom sai A của các thành viên FaZe Clan. Thời gian còn 1 phút thi đấu và các thành viên ở bên phía team Fnatic họ đang cố gắng bách về khu bom sai B để có thể kiểm soát map thi đấu này thêm một lần nữa. Còn FaZe Clan giữ đội hình 3A. Với các đội hình này thì các thành viên ở bên phía team Fnatic họ cần phải set full smoke của khu bom sai B. Họ có hai quả smoke trên tay, khả năng là một smoke vào khu City và một smoke vào khu Construction. Trong bom sai B bây giờ thì có lẽ là vị trí của Rain cùng với đó là cái tên là Nico. Khả năng cao là Nico sẽ trả ra một quả smoke để có thể cao tới các thành viên ở bên phía team Fnatic. Đây rồi, một quả smoke che đi đó là khu vực quan tài của các thành viên phía FaZe Clan. Flasha tăng vào, Rain có được bằng Flasha rồi. Tình huống bây giờ 5v3 hơi khó cho team Fnatic ơi. Brolin chỉ còn 26 HP mà thôi. Rain đang có một góc đứng khá đẹp nhưng sẽ bị check vào đấy từ vị trí của Brolin. Nhưng có một người kẹp lại đó là vị trí của Nico, nhưng Brolin hạ được mạng của Rain rồi. 4v3, liệu sẽ là ai chiến thắng đây? Nico có bằng Brolin 4v2, 3v2 khi mà Nico phải nằm xuống. Bây giờ thì Kremzep còn 1 HP, diễn lưu 14 HP và khu vực móc máy của cầu Zera là rất đẹp. Bom được đặt thành công nhưng chắc chắn sẽ là đón thắng dành cho FaZe Clan mà thôi. 2-3 dành cho đội team của Nico cùng những đồng đội. Vâng, tỷ số là 2-3 rồi. Và bây giờ thì đội hình của bên phía team Fnatic sẽ đối mặt với một round thi đấu hát bài. Vừa rồi thì Green Z một máu với chúng ta. Đây, hy vọng quá nhiều vào vị trí của anh ấy. Wow, Roland đúng này vào đầu luôn ạ. Đỉnh thật sự. Sợ thật sự. Cầu Zera đã có một pha móc máy khá tốt. À, vừa rồi thì cũng không xét JW được. Vì JW phải kê lại CT để cho đồng đội đặt bom. Và tham minh đẩy lên chuối như vậy thì cũng là hợp lý thôi. Tỷ số thì khả năng sẽ là 3 đều. Và các thành viên của bên phía team Fnatic một round thì có combo và những khẩu P250 và Tech 9 được lên đồ. Rain kết thúc điểm Crimson và đó là đam của quả lửa gây ra. Bom xe A và bom xe B vẫn đang di chuyển với một hình default thôi. Dạo gần đây thì tôi lại rất ưa thích cái khẩu M4A1S. Đúng, không hiểu lý do vì sao nhưng mà cái cảm giác của tôi sử dụng khẩu súng đấy, đam nó cũng to hơn mà tôi bắn cũng dính hơn đấy anh em. Dính hơn là chắc rồi, vì khẩu đấy có thể là recoil tốt hơn khẩu M4A4 kia. Nhưng Brocky thì có mạng Brolin rồi. Bây giờ thì Golden chỉ còn 38 HP mà thôi. Muốn đấu súng ở trong khu vực bom side B, đó là vị trí của Golden đối mặt với Nico. Nico có khẩu AK thì chắc chắn Nico sẽ thắng thôi. Bắt vị trí một người cùng anh rồi. Những JW và thắng mồm Câu Zera. Tình huống bây giờ là 4v2. Hai người của các thành viên Fnatic muốn tăng bom sai A, nhưng đây là vị trí giữ của KB. KB sẽ có một góc đứng đẹp mà thôi. Có ai phát hiện ra vị trí của KB hay không đây? Flasha đang ngắm vào khu vực đó là khẩu ốp của Brocky chấn giữ. Nhưng có vẻ như là sẽ không lấy được mạng của ai đâu. KB, JW có được mạng KB rồi. Bom sai A hoàn toàn clear, sẽ đặt được khẩu quả C4 này mà thôi. Đây đã là một round thi đấu eco, phải nói là thành công dành cho các thành viên Fnatic. Đặt được bom là thành công rồi. Với lượng tiền trong round thi đấu tiếp theo sẽ là có, nhưng để clutch được thì sẽ là cực kỳ vất vả. Vì hai player của bên phía team Fnatic họ không hề có giáp. Tỷ số là 3 đều rồi. Sau round thi đấu này cả hai team họ sẽ ổn định lượng kinh tế và sẽ có một round thi đấu full buy. Bắt đầu trận thi đấu của chúng ta căng hơn rồi nha. Map thi đấu này là map đấu mà cả hai team họ đang có một cái chỉ số khá là cân bằng. Và tôi nghĩ rằng là một trận đấu thắng nhưng sẽ hơi vất vả dành cho một trong hai team. Đúng vậy. Khả năng là tỷ số sẽ là 16-12 hoặc 16-13. Nhưng tôi đang hơi nghiêng về Fnatic một chút. Còn Minh thì sao? Tôi cũng nghiêng về Fnatic. À thế à? Thế tôi đã dự đoán Fnatic từ đầu trận đấu rồi thế mà. Tôi xin phép là nghiêng về FaZe Clan một lúc, một chút, không phải là một lúc. Vâng, first pick ở khu vực chuối rồi nhưng Rocky bắn trượt. Và Nico còn lại nửa máu. Bên phía của team FaZe Clan, chúng ta sẽ không bàn quá nhiều về đội hình của FaZe Clan nữa. Bắn hai người ở mái nhà đen. Đây là một cái vị trí mà hoàn toàn có thể đổi mạng được. Cái player đứng ở trong góc tường này sẽ rất khó để phát hiện ra. Và nếu như mà thiếu thiệt về người thì ông ở dưới mái nhà đen sẽ là người chết kill. Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì cái hướng di chuyển của các thành viên bên phía Fnatic vẫn đang hâu lại ở bên ngoài. Họ vẫn đang muốn kê đẩy đến từ các thành viên của FaZe Clan. Trả đồ che vào đó là khu vực Ách rồi. Một quả lửa sẽ đẩy đi cái vị trí của người ở trong khu vực Boiler. Bắt buộc phải dùng ngay. Và góc đứng này
đây là key round rồi nha. Key round của phía Team Fnatic và Brokey vừa rồi kết thúc đi được Fluxa. Bắt đầu tăng lên rồi. Ở Balcony đã có tiếng nghe thấy. Grim Z bây giờ phải thật sự cẩn thận. Kozera chủ động nhá ở khu vực Axe. Và đây là vị trí của Kozera. Jay đã bị bắn trượt rồi. Flat ném ra nào. Một quả flat đã né thành công đến từ đội hình của bên phía Team Fnatic. Họ đang tràn vào với ba người ở khu vực Axe. Vâng, tấn tâm trong bom sai là tốt tới từ cái tên Brolin. Nhảy lên check góc tối nhìn lộ đúng rồi. Và KJB có cho mình các bạn của Kriz ở trên khu vực lâu A. Lượng máu Golden yếu. Bây giờ thì bên phía Team FaZe Clan họ sẽ cứu bom thôi. Đã có info rằng Golden yếu máu thì chắc chắn rằng là FaZe Clan họ đã cố gắng đem về cho mình round thắng thứ tư ở trong game thiếu này. Sẽ phải cố gắng retake đến từ các thành viên FaZe Clan. Họ muốn làm yếu đi hẳn cái lượng kinh tế sẽ gửi thành viên Fnatic. Nhưng các vị trí đẹp trong bom site thì đã bị Fnatic chiếm hết rồi. Sẽ phải là những tình huống đấu skill tốt đến các thành viên FaZe Clan. Bom đã gần nổ rồi, phải nhanh chân lên FaZe Clan rồi. Kia vì có được bảng Golden Team Pro lần đổi được các bạn kia đi rồi. Phải nhanh chân hơn W, có được bảng Nico và chắc chắn Brokey sẽ phải đi xếp khẩu hộp này thôi. Đoạn thứ tư thuộc về Fnatic rồi. Brolin ra đi, chắc chắn là Brolin sẽ ra đi. Và JW giữ thành công khẩu ọp 4-3 dành cho bên phía của Team Fnatic. Round thi đấu sau vẫn sẽ là round thi đấu full bài của bên phía Team FaZe Clan. 3 giờ sáng rồi và có lẽ là những anh em fan hâm mộ của FaZe Clan cũng đang không thức đến giờ này. Và fan của Fnatic chắc là cũng vậy. Nên tôi đang thấy rằng hơi ít anh em ngồi theo dõi trận thi đấu của chúng ta vào 2 giờ sáng. Chỉ nó còn bị delay đến tận gần 3 giờ mới bắn. Key round của cả hai team. Hãy xem nào, đó là Brokey hạ gục DJW. FaZe Clan họ lấy về ngay lợi thế ở những phút giây đầu tiên. Bom sai B di chuyển với bộ đôi đó là Rain cũng như là Kozera. Vâng, ở cả trận đấu này và những trận đấu trước giữa Heroic và G2, chúng ta đều thấy có những cái tình huống đẩy có thể nói là rất láo của thành viên trong cái trận đấu này. Đây rồi, Brokey có được cái mạng Rasha. Bây giờ thì lại là một mạng nữa Brokey. Brokey có 3 mạng rồi. C4 đã rơi và với cái góc rơi này thì quả C4 nó sẽ rất khó để nhặt lại đến các thành viên của Fnatic. Brolin. Đây sẽ là một cái vị trí rất quan trọng nếu như mà Fnatic họ muốn clutch được 2v5 ở trong cái trận thi đấu này. 4-3. Và liệu có là 4 đều hay không đây? Với cái tình hình như thế này thì chắc sẽ là 4 đều mà thôi. Cơ hội dành cho hai thành viên của Fnatic hầu như là không còn nữa rồi. Sẽ là 4 đều. Và cố gắng chết kill tới The Brolin vẫn kết thúc được Rain. 50 HP tròn chính. Góc đứng vừa rồi đã lộ nhưng không đoán được Kozera ở đây. Và Brokey đẩy ọp ra để kết thúc đi vị trí của Golden. Round thắng thứ tư dành cho bên phía của Team FaZe Clan. Bắt đầu đã có một chút lợi thế nghiêng về FaZe Clan rồi. Đúng vậy. Và với lượng tiền như thế này thì tôi nghĩ sẽ là round thắng thứ 5 cho FaZe Clan mà thôi. Fnatic họ yếu rồi. Round đầu thứ 9. Và đây là một round thi đấu eco đến từ các thành viên của Fnatic. Họ có cho mình đó là hai khẩu Deagle trên khẩu Golden và Grim Z. Brolin lên cho mình đó là một khẩu Tech Knight đóng đinh. Hai quả flat. Và tôi nghĩ sẽ là một round thắng dành cho FaZe Clan một cách dễ dàng mà thôi. Sẽ là 5-4 thôi. Không thể khác được. Với khẩu lục này mà Fnatic có thể thắng được thì tôi nghĩ là họ thắng luôn cái map đấu này đi cũng được. Đẩy đến 5 người để chiếm khu vực chuối rồi. Quả nết trả ra là tốt. JW chỉ còn cho mình đó là 59 HP mà thôi. Trong bom side B bây giờ đang là vị trí của Rain cùng đó là Nico. Mỗi người còn cho mình đó là một quả lửa. Có trả một quả smoke ra từ vị trí của Rain. Quả lửa trả ra chắn đi cái khu vực di chuyển các anh em Fnatic. Nico có bảng Golden rồi. Golden hạ gục Rain và liệu Flusha lấy luôn cái bảng của Nico. Ôi trời ơi, chả lẽ là thua Nico. Thua Nico đây sao? Như Brokey có cho mình double kill, một pha bắn xuyên người. Brokey có mình đó là cái mạng của Flusha rồi. 2v3. Có hai khẩu M4 chơi ở các thành viên của Fnatic. Và liệu có cứu được bom đến cho thành viên của FaZe Clan hay không đây?
Vâng, bây giờ thì FaZe Clan cơ hội lên round thắng thứ 5 dành cho họ nếu như họ retake thành công quả bom này. Nhưng điều quan trọng rằng là FaZe Clan đang không hề có bom mìn để mà retake. Bộ đôi của bên phía Defender cũng còn đang kèm chéo với nhau và Brokey là người nằm xuống. Nhưng ngay sau đó thì Kozena hạ của Prolen và Kirby headshot vị trí của JW. Chiến thắng thứ 5 dành cho FaZe Clan. Nhưng một round eco của đối thủ mà mất đến 3 súng như thế này là cũng không tốt nha FaZe Clan ơi. Lượng tiền của họ thì sẽ vẫn full buy được đấy. Nhưng tiếp theo thì sẽ là một round rất quan trọng. 5-4. Return không cần bom, chỉ cần buộc bằng nhau thôi. Một pha bắn xuyên đến từ Brokey. Bắn như vậy thì có khác gì là ping 5 đâu. Giờ thì đội hình của bên phía team Fnatic họ full buy. Để xem nào. FaZe Clan sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách hay là sẽ là lại một trận đấu có tỷ số hòa 5 đều đây. Hai người của Fnatic đã nằm rồi. Đó là JW và Golden Flasha. Spam qua smoke lấy đất phẳng của Nico. Nhưng Flasha cũng chỉ còn 37 HP. Pro Kozera như thường lệ vẫn giữ cho mình đó là khu vực anh. Có được mạng Golden rồi. Và có lẽ tỷ số sẽ là 6-4 dành cho FaZe Clan mà thôi. Vâng, rất nhanh chóng. Tỷ số chắc chắn sẽ là 4-6 dành cho các thành viên. Hơi khó để chọn Green Z như là Frusha như thế. Mà Kiyubi, một cái thăm mình mà Green Z vừa rồi hơi vô duyên một chút đúng không? Hơi lỗi. Và Frusha với 37 HP, 1 PS4. Ngày hôm nay mà Frusha clutch được trong tình huống này, mai tôi đi cắt tóc giống Frusha luôn. Frusha không có tóc. Thì tôi bảo là tôi cắt giống Frusha luôn. Cạo luôn. Cạo mà phải để kiểu bóng ở giữa mà có đen ở sau ở xung quanh nhá. Nào Frusha ơi, hãy làm cho các bạn khán giả tự hào đi. Hãy để cho mình Popper ngày mai có một cái máy đầu mới đi. Đấy rồi, Flasha, ui rồi, 15 HP nữa không một cơ hội nữa đâu. 6-4 dành cho FaZe Clan. Mình Popper không phải đi cắt tóc. Như vậy thì round thắng thứ 6 rồi. Năng thế sẽ là round thứ 7 nha. Người của Fnatic họ hơi yếu tiền. Vâng, xin cảm ơn Hiếu Trần và gửi lời chào thân ái từ Việt Nam tới US và chúc bạn có một ngày vui vẻ. Không biết rằng là hiện giờ đấy đang là ngày 9 tháng 9 hay là ngày 8 tháng 9 nữa. Hiện đấy thì vẫn đang là ngày 8 bạn ạ, bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Không, tôi cũng muốn bạn Hiếu confirm cơ. Đấy, quan trọng là bây giờ bạn Hiếu confirm và mọi người cũng hiện màu xanh lên để tôi, thế thì nghe, tôi nghe ngóng câu trả lời. Chứ bạn Hiếu chat lên nhiều khi bị nhầm với Hiếu nào tôi không biết. Bây giờ là tôi cũng muốn hỏi bạn Hiếu là bạn Hiếu ở khu vực nào ở Mỹ. Và bạn Hiếu làm một cái xanh như thế này thì tôi cũng vui. 5 đô là đâu đó cũng khoảng tầm 120.000 rồi là được 2 bát phở, cúp trà đá với cả rổ quẩy rồi. Và quay trở lại vào chỗ này. Khi mà Nico headshot được JW nhưng CrimZ mới là người đổi mạng thành công. 4v4. Và với những khẩu lục trên tay của Fnatic thế này thì cơ hội dành cho họ là rất ít. FaZe Clan có lẽ sẽ có ra thắng thứ 7 thôi. 4v4 chưa nói trước được điều gì nha. Quan trọng là bây giờ Rain làm gì. Và nếu như Fnatic đặt được bom thì sẽ là khó hơn được cái gì có những cái mạng của Fusha. Vâng, Rain đã ở trong bom sai rồi. Nhưng đây là một tình huống đột phá. Cần có một sự cover. Vâng, đó vẫn là tình huống Rain đục vào đầu của Golden. Những tình huống đục thật sự là dã man luôn. CrimZ đổi một mạng nhưng cũng đã phải nằm xuống. Và giờ thì Prolen với một khẩu tech này, Biter từ mid về B. Tình huống 1 đấu 3 này, thêm một lần nữa mọi thứ là khó. Và Brokey là người tiếp tục đi Prolen. 7-4 dành cho các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Vâng, bắn vẫn rất thoải mái từ các thành viên của Fnatic. Có thể nhìn thấy là JW mặt anh ta vẫn chưa có những cái vết nhăn vì cái sự căng thẳng. 7-4 và hiện tại FaZe Clan đang có cho mình đó là 3 round thi đấu dẫn trước. Cười tươi đến từ Kozera rồi. Lâu lắm rồi mà thấy Kozera chơi game mà cười tươi được như thế này. Key round rồi mình ơi. Key round của Fnatic họ key không round thua. Tôi nghĩ rằng họ nên thắng round thi đấu này đi. Họ cứ thua mãi như thế này thì làm sao mà có hy vọng dành cho Fnatic được. Hoặc là first half tỷ số là 8, 9, 5, 10 năm chẳng hạn. Thì sang City sai.
Smurf và Smurf bạn Yoru. Nếu cho em chọn một good boy duy nhất thì em sẽ chọn Huilova. Cảm ơn Yoru rất nhiều nha. Và anh sẽ gửi lời nhắn này tới Huilova em nhá. Không biết rằng là em ở đâu nhở? Em là một bạn nữ xinh đẹp hay em là một bạn trai khó khỉnh? Nếu như em có tiết lộ thì có thể liên hệ cho bọn anh nha. Và TGV vừa headshot thành công đi vị trí của Brolin. Tình huống đưa về là 4-5, lợi thế vẫn đang dành cho các thành viên ở bên phía team FaZe Clan. Nếu như mà Fnatic còn để cho đối phương lên con số 8 thì mình biết điều gì không? Sẽ là con số 9. Đúng là như vậy rồi. Lượng tiền này thì không thể mua ở trong round thi đấu sau được. Và bây giờ thì họ lại còn mất người nữa cơ. Khó rồi. Các thành viên của FaZe Clan họ vẫn bắn rất chậm rãi và vẫn rất chuẩn chỉ. Không hề có một tình huống vội vàng. Chiếm được Ashe rồi. Một quả flash trả ra là chẳng. Có ai giữ lại khu vực connector không đây? Đó là vị trí của Nico. Và dạt ra thế này thì là mồi ngon cho khổ off của Nico rồi. 5v3 lợi thế hơn người giờ FaZe Clan. Và lượng bom mìn trên người các thành viên của Fnatic là không còn nữa. Chỉ còn một quả smoke trên người của đó là Crimz mà thôi. Bom xe thì đã chiếm được rồi đấy. Nhưng ở pit thì vẫn còn. Đó là vị trí của Kirby. Kozera thì đang ở dưới pit nhỏ. Crimz bò trượt là khá tốt, chưa phát hiện vị trí của ai cả. Kozera có mạng của Crimz rồi, quên hạ của Flasha và Kirby hạ của Golden. Mạng không có một ai của FaZe Clan phải nằm xuống cả. 8-4. Rất nhanh chóng thôi. À, hóa ra là Huỳnh Thắng à em. Cảm ơn Huỳnh Thắng rất nhiều nha, anh nhớ rồi. Và xin cảm ơn em đã donate cho studio. Còn hôm nào mà em muốn gửi thêm Milo cho Đậu thì chờ anh livestream nhá. Cảm ơn Yoru nhiều. Ở đây thì cháu được hộp Milo, còn lúc nào mà ba cháu livestream thì cháu sẽ được ông thọ phan cam. Vâng, phan cam của bên phía team FaZe Clan. Một round thi đấu phải hát bài rồi. Chính xác rồi. Và liệu round hát bài này Fnatic có thắng được không đây? 5-8. Nhưng tôi nghĩ sẽ là hơi khó. Khó chứ. Với những khẩu lục này thì cơ hội dành cho Fnatic là vô cùng ít. Golden, cậu vàng của chúng ta, đã có frag là 2-11. Hơi tạ một chút đến từ cậu vàng. Một quả nết trả ra là không tốt. Kiểu Flasha chỉ mất cho mình đó là 15 HP mà thôi. Đang nhảy check từ vị trí của Rain. Chưa phát hiện ra ai cả. Và đơn giản là chưa có một thành viên nào của Fnatic đẩy lên khu vực chuối. Đang có một người bay tờ khu vực middle, đó là vị trí của Brolin. Với những khẩu Deagle, Tech 9 cùng với CZ75 như này thì cơ hội cho Fnatic là vô cùng ít. Nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 5-10% mà thôi. Chắc chắn rồi. Bên phía của team Fnatic, một round thi đấu hát bài nên không hy vọng được nhiều. Nhưng nếu như họ lên được con số 5 thì có lẽ là tỷ số 8-7 cũng sẽ là một cái tỷ số khá đẹp để kết thúc một cái lượt first half. Bắt đầu có những tình huống fake A rồi. Bây giờ thì ở khu middle thậm chí còn không có ai và đang có đến 3B. Đi đúng vào ổ kiến lửa rồi. Friend sẽ ném ra quả flat ư? Đây rồi. Đẩy ra pick chạy và đó là Brokey. Double kill Brokey, triple kill không phải, đó là không ra hỗ trợ. Nhưng bây giờ thì Brolin đổi cho mình mạng của Nico. Và giờ thì đó là cái vị trí của Nico chứ không phải Brokey. Tôi nhầm. Sao tự nhiên tôi lại nhìn thấy cái tên Brokey trong tình huống vừa rồi nhỉ? Có lẽ là những giao đấu trước Brokey bắn hay quá nên bạn hơi bị sáng chấn một chút. Để xem nào, Brolin nhặt được ôm rồi. Brolin có được mạng của Ray nhưng Brolin chỉ làm được một mà thôi. JW 1v3 là không có cơ hội nào cả. Hình như có vấn đề gì đó. Tại sao mắt tôi nhìn lại là tin Brokey chứ không phải là Nico? Không biết được. Đấy là lý do vì sao tôi cứ đọc Brokey. Thế là 3 giờ 18 phút rồi, bạn hơi đói chẳng hạn. Không bạn ạ. Đấy là thứ hai. Họ đã làm cho đôi mắt của tôi bị sang chấn tâm lý. Có vấn đề, có một chút màng ở mắt làm nó hơi mờ đúng không? 9-4. Tôi cần một round thi đấu thắng đến từ đội hình của bên phía team Fnatic. Không thể để map pick của họ trôi đến như vậy. Tôi đang hy vọng là sẽ là một round thắng cho Fnatic.
Một trận thi đấu mà phải nói là đối đầu giữa hai đội tuyển có truyền thống, có chiều sâu về đội hình mà lại nghiêng hẳn với FaceClan như thế này thì tôi cảm thấy là hơi tiếc. Tôi muốn một trận đấu căng thẳng hơn. Và đây rồi, một quả phát trả ra trắng, quá trắng hết tất cả thành viên ở khu vực Anh này. Cầu ra có một, cầu ra sủi đi rất an toàn. Golden chỉ có cho mình 40 HP mà thôi. Tôi nghĩ sẽ là đao thắng thứ 10 cho FaceClan rồi. Chưa thể nói trước được, khi mà khu vực Anh này thì Fnatic họ vẫn đang chiếm đóng ở khu vực trên đầu nghĩa địa thì cũng có một người đang ngồi cương skill. Bom site B thì có duy nhất vị trí của Rogue solo. Rocky bắn trượt và Cream Z đục qua tường. Như vậy thì 4 đấu 4 rồi. Và nếu như Flusa có info rằng 2B và 2A 38 giây phải khẩn trương lên. Golden yếu máu rồi. Và giờ thì Rain bắt đầu đẩy mid luôn. Đây sẽ là chiến thắng thứ mấy dành cho các thành viên của bên phía team Fnatic hay là FaceClan? Vâng, Flash cũng được ném vào bombsite rồi. Ui, trắng thật sự luôn. Vâng, trong bombsite Kiyami đổi một. Kiyami đó là hai mạng. Và cuối cùng đó là Kiyami với triple kill 14 dành cho các thành viên của bên phía FaceClan. Round cuối cùng của first half và hơi yếu bom mìn đến các thành viên của Fnatic. Liệu họ có được cho mình round thắng thứ 5 hay không đây? Đừng để cho FaceClan lên được con số 11. Trận đấu của chúng ta sẽ một chiều hơn rất nhiều. Và thi đấu này sẽ là một thi đấu lên được cho các thủ AK và Gali. Như vậy thì Nico bị spam yếu máu. Nico chỉ còn 20 HP mà thôi. Trong khi đó thì các thành viên Fnatic họ chỉ còn cho mình đó là một hai quả smoke. Grimzet đã dùng quả smoke của mình rồi. Bây giờ thì Zemlip có đã bảo cầu ra, Zemlip có double kill rồi. Liệu có phải là round thắng dành cho Fnatic hay không đây? 5 vé thải và tôi nghĩ sẽ là round thắng thứ 5 dành cho Fnatic. Kirby đang bị kẹp ở trên khu vực lầu A và bây giờ một mình ta chống chọi 5 người thì không thể được đâu. Và 10 năm nghiêng về FaceClan sau lượt first half này. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng một vài phút để chuẩn bị đến với lượt second half. Would you give up the fight if you had no time to even surrender? Would you give up your rights and let your life slide away? Make out, give me a second. It's just you never talk, I never.
Vâng, quay trở lại với lượt second half. Và tỷ số hiện tại đang tạm thời là 10-5 nghiêng về bên phía các thành viên FaZe Clan. Nhưng Fnatic bây giờ họ sẽ được thi đấu bên phía CD Side. Và Piston Round này sẽ là một Piston Round rất quan trọng. Nếu như họ chiến thắng thì sẽ có thể lên được đó là con số 8. Ok, I put up and I slow down. Và các thành viên của bên phía team FaZe Clan họ nên chậm lại một chút để cho Fnatic có thể cố gắng đưa trận thi đấu này căng thẳng hơn. Một nét stack ra chuối rất đau. Golden Nesoki Yami tiếp tục là Golden với cái đầu ở Ren. Lợi thế quá lớn dành cho bên phía của team Fnatic rồi. Vâng, hãy cùng tiếp tục xem nào. Đổi góc bắn nhau, Flusha nằm xuống nhưng mà Prolin xuất hiện và Crimson cũng phải đưa. Đó là 6-10 dành cho bên phía team Fnatic. Rất nhanh. Vâng, bắn tay rất to đến từ cậu vàng. Dù 9-9 mà vẫn có thể làm được hai mạng. Vâng, cảm ơn bạn Hiếu Trần nha. Vâng, nếu như Hiếu Trần về Hà Nội thì mình sẽ có thể suggest cho Hiếu Trần một vài địa điểm thú vị nhá Hiếu Trần nhá. Và địa điểm còn, chăm sóc sức khỏe. Hiếu Trần muốn đi đâu thì cứ inbox riêng cho mình nhá. facebook.com/yopper. Và việc bạn đây. Quay trở lại với round thi đấu thứ 17. Tỷ số 6-10 và đây là eco trắng luôn. Khả năng là sẽ là 7-10 dành cho bên phía Fnatic thôi. Vâng, với lượng trang bị thế này thì tôi tin là Fnatic làm được. Không thể thua mấy khẩu Glock với một quả flat như thế này được. Vâng, 3 khẩu MP9 và 2 khẩu Famat. Cùng với đó là rất nhiều bom, lại là một quả nết khá ổn. Lấy đi được đó là khoảng 33 HP của Rain. Đang muốn đánh vào bom sai A rồi, kéo 5 người lên khu vực bom sai. Quả smoke mid trả ra là khá khó chịu, có một khe hở nhỏ thì ZW có thể check được ở bên phía trái. Di chuyển là rất khôn ngoan từ Nico. Nico có một quả flat nha. Liệu có pop flat ra để cố gắng đổi mãi không đây? Đi trong 1 mạng, 2 mạng, 3 mạng. Kim Z sủi đi rất an toàn. Brolin lấy được mạng Kirby và sẽ là round thứ 7 dành cho Fnatic mà thôi. Rất nhanh chóng. Round thắng thứ 7 đối với Fnatic. Khi mà đối phương chỉ là round thứ Eco thôi. Round đấu tiếp theo này, bên phía team FaZe Clan họ sẽ có một round thi đấu full bài. Và full bài rồi thì chắc chắn là họ sẽ hết tiền. Và họ cần phải thắng trong round thi đấu này để có thể bài được trong round thi đấu tiếp theo. Và hình như vừa rồi là ZW lại sấy xác. Mà tâm linh của Fnatic mà sấy xác xong thì tôi thấy là nó không thơm một chút nào cả. Đây rồi, tình huống có lẽ là bốn tràn mid nhanh đến từ vị trí Unico. Trả ra quả flat và phi rất lao. Rất tỉnh táo từ các thành viên Fnatic, họ trả một quả smoke và bây giờ một quả nết. Quả nết này sẽ là một quả nết đẹp. Rocky và Nico không, đây là một quả nết gọi là tạm tạm thôi. Rocky có 60 HP vào đây rồi. Và spam quả anh Diệp Lưu có đỡ vào Kirby. Đây là key round dành cho FaZe Clan rồi nha. Nếu như họ thua sẽ là round thứ 9 cho Fnatic. Hơn người cho Fnatic rồi. Và một tình huống di chuyển rất hay từ Crimson có đỡ mạng của Rain. Vẫn còn một người đưa không City. Diệp Lưu đẩy được một video rồi. Kozera đổi một. Vẫn là hơn người Fnatic. Bây giờ thì không còn hơn kia rồi. Nico đổi được bảo Modern. Crimson lấy được bảo Nico. C4 đã rơi. Đây là một cái spore rơi C4 khá là xấu nha. Rookie chỉ còn cho mình đó là 36 HP. Rất khó để nhặt được quả C4 này. Và để xem nào. Lượng bom mình bây giờ là không còn nữa rồi, chỉ là những tình huống đẩy ra và bắn chay mà thôi. Câu Zera nhặt lại được một quả lửa và một quả smoke. Sẽ smoke che đi khu vực library và muốn đẩy ra để nhặt quả C4 này. Nhưng Crimson, Crimson phát hiện vị trí hai thành viên của FaZe Clan ở middle rồi. Vật xạ với một thứ bom bay, vật xạ có một. Crimson làm được các bạn Câu Zera và round thắng thứ 8 dành cho Fnatic rồi. Với lượng tiền thế này thì tôi nghĩ là FaZe Clan sẽ eco mà thôi.
đổi mạng rất nhanh nữa thành viên của Fnatic. Round thi đấu sẽ phải là một round thi đấu hấp bài của các thành viên FaZe Clan. Có lẽ sẽ là round thứ 9 dành cho Fnatic mà thôi. Trận đấu này đang rất căng thẳng. Lượng đồ trên người các thành viên FaZe Clan là có đấy. Xét bài xong thì đấu skill làm sao được với mấy khẩu lục này đây. Đẩy lên khu vực lầu và có hai người đang muốn nhảy lầu, đó là vị trí của Công. Đây là ba người nhưng Roland có được cái double kill rồi. Vẫn còn một người nữa muốn nhảy lầu, đó là vị trí của Kozera. Có check lại khu vực balcony hay không đây? Roland đang giữ ở trong vùng bóng xài vào đây rồi. ZFU lấy được các bạn Kozera rồi. Tình huống bây giờ là 2v5 và cơ hội dành cho FaZe Clan là không còn ở trong round thi đấu thứ 19 này. Sẽ là 9-10 trong Fnatic mà thôi. Họ đang cắm bách rất mạnh mẽ bên phía T-side. Chưa mất một máu nào cả. ZW còn bắn thẳng vào cái mồm Nico nữa cơ. Brocky đang lẩn trốn đằng sau quả smoke này. Và liệu Brocky có bắt đi được ai hay không đây? Sẽ là một tình huống hy vọng bắt được các bạn ZW mà thôi. ZW bắn tốt và ZW có bạn Brocky rồi. 9-10 dành cho Fnatic. Và round thi đấu sau sẽ là round thi đấu full bài. Đồng nghĩa việc đây sẽ là key round dành cho FaZe Clan. Ôi anh em ơi, bây giờ là 3:30 sáng rồi. Và anh em cứ chat trên kênh chat nào là bún đậu, rồi lại bún chả, xong đi ăn phở thế này thì Carter chúng tôi chịu làm sao được. Round thi đấu thứ 20. Vâng, một quả nét trả ra rất đau, hai quả nét stack ra, Nico chỉ còn 16 HP mà thôi. Ngay từ những khoảng tham minh đầu, Nico chỉ còn cho mình đó là 16% máu thì sẽ rất khó cho FaZe Clan. Lợi thế về máu đang dành cho Fnatic. KLB cũng chỉ còn 37 HP. Và tôi nghĩ là round thắng này sẽ thuộc về các thành viên Fnatic. Khi mà những vị trí của họ bây giờ đang là rất chắc chắn, bắn đến 4A rồi. Một tình huống bắt bài và FaZe Clan thì cũng đang thể hiện một điều, đó là họ muốn đánh vào A. Chỉ còn là một người đang kê đẩy ở khu vực chuối, đó là vị trí của KLB. Ồ, ngửi thấy cái mùi gì đó là A đông rồi. Đang bách rất nhiều người, đó là về khu vực T side, T mid và muốn đánh vào khu vực chuối. Chuối thì đang được kiểm soát bởi vị trí của Flasha. Và Flasha nếu như nằm xuống thì sẽ là một round thi đấu rất dễ ra cho FaZe Clan để công vào bao side B mà thôi. Nhảy check rất kỹ, rất cẩn thận. Nico có bắn tốt hay không đây? Nico nhìn thấy rồi, Nico pick được cái bác Flasha thôi, xong rồi, bom side B hoàn toàn clear. Bách về bây giờ là sẽ rất khó khăn để tiêu diệt của Fnatic. Smoke trả ra che đi khu vực CT và biết được đó là khu vực bom side B clear rồi. Bom sẽ đặt thành công mà thôi. Grimset có đã bằng của đây, nhưng Brocky có double kill, lấy được bằng Grimset và Golden rồi. 4v2 và ra thắng sẽ đổi FaZe Clan mà thôi. Bom đã đạt thành công, Roland spam và smoke lấy được mạng KLB. Nico cũng phải nằm xuống. Bỗng nhiên bây giờ là 2v2 và sẽ rất khó dành cho các thành viên của Fnatic. Tuy nhiên thì cũng chưa biết được điều gì khi mà vẫn còn cho mình đó là quả smoke trên người của Roland. Thám mình lắc vào rất tốt của ZW và có check vào khu vực này đây. Khu vực mà đang có là vị trí của Brocky hay không đây? Brocky nằm xuống rồi và có lẽ sẽ retake được mà thôi. Kozera đã lộ vị trí. Kozera cũng cờ quẩy trong bom sai và ZW có được các bạn Kozera rồi. Round thắng thứ 10 dành cho Fnatic. Vâng, rất căng thẳng. 4v2 và các thành viên FaZe Clan thua. Trận đấu bây giờ đã quay trở về vạch xuất phát. 10 đều rồi. Ôi anh em đừng chat đồ ăn vào giờ này nữa. Tôi cát và tôi cứ không tập trung được. Anh em cứ thịt chó với cả bún đậu này. 3:30 sáng rồi, gần 4 giờ rồi. Ôi trời, không thể ai được đâu. Nhá viewer thế này là không thương Carter rồi. Có tình huống pau rồi. Có vẻ như là technical pau.
Đây rồi, round thi đấu thứ 21. Và Kirby chỉ còn cho mình đó là 68 HP mà thôi. Tỷ số đang là 10 đều và các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Đây là một key round. Quả nết rất đau được ép vào cùng gỗ, nhưng mà Kirby cũng đã trả đam vào Golden. Bây giờ thì Flusha hạ gục thành công Nico, lợi thế dành cho bên phía của team Fnatic. Liệu có phải là round thắng thứ 11 cho Fnatic hay không đây? Lợi thế hơn người từ sớm. Nico phải nằm xuống rồi, Kirby cũng chỉ còn 20 HP mà thôi. Nhưng bên phía Fnatic cũng có một thương binh, đó là Golden. Nhưng Golden thì đã được drop cho đó là khẩu AWP, sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Với hướng di chuyển này, có lẽ các thành viên FaZe Clan là muốn đánh vào khu vực bom sai B, nơi mà đang được chấn giữ bởi đó là Golden cùng với Flasha. Có một quả smoke trên người Flasha và sẽ chạm, làm chậm đi cái nhịp di chuyển của FaZe Clan một chút. Hãy cùng xem nào, bắt đầu vào khu bom sai B rồi, Golden trắng nhưng vẫn kết thúc được Kirby. Và rồi spam rất thiếu máu, đó là Queen Z với cái mạo Kozera. Brocky đổi được một rồi. Round thi đấu này bên phía của FaZe Clan họ cần phải đặt được bom, cần đặt được bom. Làm gì đi làm cũng phải đặt được bom đã, và đối phương phải retake bom. Không còn đồ để trả ra nữa rồi, thậm chí JW xoay xuyên smoke không khác gì người anh Flusha cả. Giờ thì Brocky rơi vào vị thế khó, ui lại còn 3 người đây ạ, 1, 2, ui không được luôn. Và chiến thắng thứ 11 dành cho bên phía team Fnatic. Khoảng một Kira và FaZe Clan họ thua rồi. Sẽ là round thắng thứ 12 dành cho Fnatic thôi. Với cái lượng tiền này thì các thành viên FaZe Clan vẫn thoải mái mua được. Cái lượng lot bonus của họ bây giờ là rất cao rồi. Loki chỉ đổi được một người yếu máu mà thôi. Pha double pick sau thì anh ta không thể làm gì nữa cả. Mười một mười. Và FaZe Clan phải dùng tactical timeout rồi. Chính ra đạt được bom rồi nên đây vẫn sẽ là một round thi đấu full buy được. Lot bonus của họ bây giờ lên đến 3.400 rồi. Họ đã thua một mạch, đó là 6 round thi đấu. Từ dẫn 10 năm, bây giờ Fnatic họ dẫn ngược lên, đó là 11-10. Đây sẽ là key round thêm một lần nữa. Vì rõ ràng là các thành viên ở bên phía team Fnatic họ chưa hề cho FaZe Clan một round thắng nào bên phía D-Side cả. Đây liệu có phải round đấu đầu tiên hay không? Tôi không nghĩ là cái lịch sử của Vitality và Na'Vi sẽ lặp lại ở đây đâu. Hồi trước thì cũng có một map thi đấu, đó là map Inferno. Số solo first half là 7-8. Và sau đó thì Na'Vi không cho Vitality bất kỳ một round thi đấu nào bên lượt second half cả. Liệu FaZe Clan có đi vào cái vết xe đổ của Vitality hay không đây? Tôi nghĩ là không đi vào đâu. Nếu như mà Fnatic giành chiến thắng trong map thi đấu này thì map thi đấu núc FaZe Clan phải cực kỳ try hard để có thể đem về một trận thi đấu với 3 map. Còn nếu không thì Fnatic còn giành chiến thắng 2-0 cơ. Map thi đấu này của chúng ta bên phía team Fnatic họ đã comeback thành công với liên tiếp là những round thắng thông ở bên phía City Side. Đúng vậy. FaZe Clan họ chưa hề thắng một round thi đấu nào cả. Và để xem liệu họ có được round thi đấu đầu tiên hay không đây. Một tiếng đặt tâm khá tốt của JW, tuy nhiên cái timing lắc ra của các thành viên phía FaZe Clan là tốt. Rain bị ném hai quả nết, chỉ còn cho mình đó là 78 HP mà thôi, không sao cả. Mất một ít máu. Có được thông tin đó là hai quả nết ném ra là hai người ở A rồi. Lát trả ra để check vào khu vực, đó là khu vực anh. Nhưng tự mù đến từ vị trí của Rain. Nico trả quả flash để bóp đồng đội của mình rồi. Flasha trả quả nết. Quả nết này sẽ là một quả nết đẹp. Kozera kia vì Nico đều yếu máu. Nico nằm xuống rồi. Ba mạng dành cho Golden. Không, chính xác là Nico là người duy nhất còn sống sót ở trong tình huống này. Đặt bom ừ. Fake một nhịp đặt bom. Flasha lộ vị trí, sẽ là spam qua smoke đến từ vị trí của Nico. Nhưng Nico sẽ nằm xuống mà thôi, tôi cam đoan là như vậy. 9 giây, 7 giây, thôi xong rồi. Đó là hết thời gian và thậm chí Nico không bắt được ai. Nhưng mà lượng tiền của bên phía team FaZe Clan họ vẫn nhiều. Nếu như mà Nico cố đặt bom trong tình huống vừa rồi thì có vẻ như sẽ là một round thi đấu full buy nữa. Nhưng với lượng tiền này thì khả năng tôi nghĩ là half buy được thôi. Half buy thôi. Nên half buy để có thể có op ở trong round thi đấu sau.
đang bắn bên phía T-side phải nói là vô cùng bạc nhược đến từ các thành viên của FaZe Clan. Họ thua thông 7 round thi đấu rồi. Và chưa có một cái giải pháp nào để có thể xuyên thủng được những bom xạ của thành viên bên phía Fnatic cả. Với những khẩu lục này tôi nghĩ là cơ hội dành cho các thành viên FaZe Clan là không có quá nhiều đâu. ZW có góc kê tốt, ZW có mạng rồi, ZW cũng đổi được mạng KB, nhưng ZW phải nằm xuống dưới cái họng súng Devo của Brokey. 3v4, lợi thế hơn người đang dành cho Fnatic. Rain nhặt được một khẩu ốp rồi, liệu có xếp khẩu ốp này hay không đây, hay là muốn đánh luôn. Brokey cũng chỉ còn cho mình nó là 39 HP mà thôi. Nico đẩy lên khu vực lầu A, và ở A thì vẫn có hai người đang giữ, một người giữ balcony là Brolin, cùng với đó là vị trí của Crimson. Tỷ số chắc chắn sẽ là 13-10 cho Fnatic mà thôi, không có cơ hội nào cho FaZe Clan trong round thi đấu này cả. Nico đẩy ra và đây rồi, Brolin có mạng của Nico, Rain cùng Brokey, có một khẩu ốp trên tay của Rain nha. Không, khẩu bây giờ trên tay của Brokey, nhưng Brokey thì cũng không làm được gì nữa đâu. Brokey đổi một, liệu Brokey có đổi được thêm ai hay không đây? Brokey không đổi được ai nữa và round thắng thứ 13 đến với Fnatic. Round thi đấu sau sẽ là round thi đấu full bài dành cho FaZe Clan. 13-10 vẫn chưa thấy tín hiệu của FaZe Clan ở bên phía T-side một round đấu nào cả, mặc dù đã có khá nhiều cơ hội rồi. Nhưng mà Fnatic thì họ vẫn đang tranh thủ để đem về ngay những cái lợi thế đầu tiên của mình. Round thi đấu tiếp theo, bên phía của team FaZe Clan họ sẽ full bài và lại là một lần nữa. Round thi đấu này phải eco rồi, nhưng bộ đội bên phía team Fnatic họ đang chủ động đẩy cao và bắn nhau. Ui, khi mà Crimson bắt được Nico rồi thì Red là người đổi mạng nhanh vì một tham mình trả đồ hơi sớm tới từ Crimson. Và giờ thì các thành viên của bên phía team FaZe Clan, và đó là Kozera headshot thành công vị trí của Brolin. Tại sao đội hình của Fnatic họ là đẩy hơi nhiều nha? Họ có vẻ như đang tự tin với cách chơi của mình. JW bắn tốt và Kozera nằm xuống. Nhưng tình huống đang là 3 đấu 3 và cơ hội vẫn còn dành cho bên phía team FaZe Clan. JW thì đã yếu máu rồi. Và có một người giữ lại khu vực bom xa B, đó là Flasha. Quả smoke trả ra. Flasha nghe được tiếng động rồi. Spam tốt đấy, Kia Bi chỉ còn 66 HP mà thôi. Để xem có retake được hay không đây. Bây giờ Flasha cũng có, nhưng Flasha bị lộ vị trí qua smoke và Kia Bi spam lấy được cái mạng Flasha rồi. Golden cùng với JW muốn retake ư? Tôi nghĩ là nên xếp súng. Khẩu ốp này vẫn sẽ là một thứ gì đó vô cùng giá trị. Đây rồi, và JW bắn trượt, nhưng đây là một tình huống ném lửa và có hai người đứng ở trong góc tối. Brokey đổi được một mạng Golden rồi, FaZe Clan ơi, và đó là Brokey với double kill. Chiến thắng đầu tiên cho FaZe Clan ở bên phía T-side. Và đội hình của bên phía team Fnatic, họ cũng sẽ vẫn full bài mà thôi. Tuy nhiên thì round thắng này liệu có phải là một round chết người giữa FaZe Clan hay không đây? Khi mà lượng tiền của họ sau round vừa rồi đã bị reset lot bonus. Và nếu như họ thua thì khả năng là họ sẽ thua luôn cái map thi đấu này. Đây vẫn có vẻ như sẽ là key round của bên phía team FaZe Clan. Vừa rồi họ mất đi 3 súng đúng không? Vâng. Mất 3 súng. Như vậy thì lượng tiền này cũng hơi yếu. Nếu như FaZe Clan thua round thi đấu này thì tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ có round thi đấu full buy được. Nhưng lượng tiền của họ sẽ là cực kỳ thấp. Bây giờ thì bên phía team Fnatic sẽ phải đối mặt với một tình huống tràn vào khu vực Ice Cream. Sẽ có một màng, Kozera đổi một rồi. Và giờ thì Kozera yếu máu. Và bên phía của team Fnatic họ đang back dần về khu bom xe A. Có đép được khu bom xe A hay không đây? JW bắn trượt. Và giờ thì Brolin đang cố gắng xử lý. Cơ hội vẫn còn dành cho bên phía của team FaZe Clan. Nhưng mà vừa rồi thì Flusha đục xuyên smoke và có mạng của Nico. Vâng, Brolin như vậy thì hở rồi. Và tình huống là 2 đấu 3, lợi thế hơn người cho bên phía team Fnatic. Fnatic họ bút nhau lên và họ đang chết góc. Vâng, như vậy thì Flusha đã nhìn thấy liên tiếp những tình huống spam sau smoke. EGB của đó là vị trí của Brokey cần phải làm gì đó tốt hơn để đem về round thắng thứ 12 thì cho bên phía team FaZe Clan. Họ đặt được bom rồi và có thể xử lý về sau. Đối phương đã bắt đầu trả đồ ra, vẫn còn smoke, vẫn còn flash trên người. Nhưng mà Brokey headshot được Flusha rồi. Thôi xong, mọi thứ là hết vì vị trí của Brokey đã vị định bắt đầu. 14-11 dành cho Fnatic, đặt được bom, FaZe Clan vẫn full buy được giàu trong round thi đấu tiếp theo.
Vâng, họ thắng được một round thi đấu ở bên phía T-side và bây giờ Fnatic đã lên được con số 14 rồi. Vậy là lối đi nào dành cho Nico và các đồng đội đây? Spam quá tốt đến từ Flasha, Xenovac của chúng ta đã thể hiện phong độ tuyệt vời. Odin lại còn có double kill và quá khó thở cho FaceCan ở trong cái round thi đấu này. 14-11. Ok, Face boot up and Face sâu down. Đưa Fnatic sang City. Không thua round nào. Thua một round rồi, thua một round rồi. Chính ra tôi phải hát câu hát đấy sớm hơn đúng không? Bạn hát từ round trước có phải là được chuẩn rồi không? Vâng. Đây có thể sẽ là một cái key round quan trọng nhất mà bên phía của team Fnatic họ phải nắm lấy. Giờ thì JW cũng làm được hai rồi. Ui, nhưng mà double kill dành cho Rain. Grim Z bắn lỗi và còn lại Brolin. Ui, vẫn bắn vòng mặt được cả kìa Minh ơi. Nhưng đây sẽ là cuộc rẽ nhánh. Vẫn là đầu dành cho Brolin. Và có vẻ như một quả nết còn 19 máu Brolin. Cùng với đó là vị trí của Kozera. Ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ là người ở lại? Và Matchboy liệu có đến Fnatic hay không đây? Khi mà đội hình của bên phía team FakeLan đang trông chờ quá nhiều vào Kozera. Matchboy dành cho Fnatic trong map thi đấu đầu tiên. Chắc chắn là như vậy rồi. Và lượng tiền của FakeLan thậm chí là còn hết sạch rồi cơ. Round thi đấu sau họ sẽ rất yếu về mặt trang bị. Cực kỳ yếu luôn. Fnatic họ đang thể hiện một bộ mặt vô cùng tuyệt vời ở trong cái trận thi đấu ngày hôm nay. Tôi có thể nói là FaceClan nên tính luôn để cái map thi đấu lúc rồi. Tuy nhiên thì đó là một map thi đấu mà thật sự là gần đây FaceClan bắn rất kém. Tại sao họ vẫn có thể tự tin để có thể pick được cái map đờn lúc này nhỉ? Round thi đấu thứ 27. Và match point dành cho Fnatic sẽ phải là 4 cái match point cần cứu đến từ các thành viên của FaceClan. Nico yếu máu rồi, Nico chỉ còn 10 HP mà thôi. Quả lửa trả ra đau quá. Vâng, Carter Pugsy đã về đến nhà rồi. Và anh cũng đã xuất hiện trên kênh chat của 500 Bros. Và giờ thì bên phía của team Fnatic họ sẽ cần phải thắng round thi đấu này để kết thúc trận đấu và chuẩn bị đến với map thi đấu thứ hai. Map thi đấu nuke và đây là map pick của bên phía team FaceClan. Và ở trong cái map thi đấu nuke này thì FaceClan thắng 28%, Fnatic thắng 22%. Hai team có vẻ như họ pick map này để đọ tay với nhau thì phải. Bắt đầu đẩy chuối tới từ Flusha rồi và hãy cùng xem Xenovac nào. Đây rồi, nào, ui, đặt tập, mày nhá. Hack nhá, nhìn thấy là hack war rồi. Flasha, ui rồi. Một tiếng đặt tập mà tôi cứ nghĩ như là Flasha đã có dùng một cái phần mềm gì đó. Nhưng chắc chắn là không đâu. Vẫn bắn rất từ từ và chậm rãi tới các thành viên của Fnatic. Một round thua duy nhất của họ bên phía C-side là một round thua mà họ đẩy. Thì mới có cơ hội dành cho FaceClan họ chiến thắng được. Bây giờ khi mà Fnatic bắn chắc chắn như thế này thì không có cơ hội cho FaceClan đâu. JW có một góc kê đẹp nhưng tại sao lại có một cái thăm mình hơi tiếc như thế này. Crimson và Brolin mơ một mạng rồi. Rocky câu ra đổi được hai nhưng JW và Golden đổi được rất nhiều người rồi. Và round thắng thứ 16 anh có Fnatic 16-11 và kết thúc map thi đấu đầu tiên Inferno với phần thắng nghiêng về Fnatic. Vâng, như vậy thì map đấu đầu tiên 16-11 dành cho bên phía của Fnatic. Họ chỉ cho FaceClan lên đúng một round đấu ở bên phía City side, side mà thôi. Đúng vậy. Và rõ ràng là Fnatic họ thua 10 năm, nhưng rồi họ comeback lên đó là 11 round thi đấu thông. Round thi đấu thông và cho đối phương thắng một round đấu, dã man thật sự. Vâng, 16-11 là kết quả của map thi đấu đầu tiên của chúng ta. Và có lẽ là mình cùng với Caster Teacher Minh xin phép anh em chúng ta nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ gặp lại nhau map thi đấu Midrange. À, xin lỗi các bạn, map thi đấu Nuke, map pick của bên phía team FaceClan. Và tôi nghĩ là khả năng sẽ là 2-0 cho Fnatic. 2-0 đấy.